Thúy xin chào các bạn, hôm nay trở lại PA Bacon Fest. Đúng một năm rồi các bạn, có video đầu tiên của Thúy là làm ở địa điểm này và cũng trong cái ngày lễ Bacon Fest này. Và hôm nay trở lại downtown, Thúy cầm trên tay 100 đồng. Thúy và anh xã sẽ ăn liên hoan, ăn mừng cái kênh YouTube của Thúy. Đúng được một năm rồi và Thủy được quý khán giả yêu thương ủng hộ kênh giùm Thủy. Và cái kênh của Thủy cũng còn hơi nho nhỏ nhưng Thủy rất là vui và Thủy sẽ cố gắng làm thêm những tập video nấu ăn cũng như làm vườn rất là hay cho các bạn thưởng thức. Mong các bạn đồng hành cùng Thủy ngang. Bây giờ Thủy sẽ dắt các bạn nào mà thích ăn hàng hoặc là thích ẩm thực, mời các bạn đi dạo một vòng ở PA Bacon Fest để thưởng thức những cái món ẩm thực cùng hai vợ chồng mình nhé. Các bạn ơi, hôm nay đến với lễ hội Bacon Fest là trước tiên là Thủy mở hàng ăn cái mua miếng thịt bacon slab này nha, với 10 đồng. Các bạn ơi, đây là miếng thịt bacon slab, miếng thịt này là miếng thịt ba chỉ xông khói, họ xó sau như vậy, lát hồi họ để vô cái lò dầu chiên giòn ha, nhìn là thèm chảy nước miếng luôn. Sau khi mà họ chiên xong là họ để lên cái tray như vậy, họ trở qua trở lại cho nó giòn hơn anh. Enjoy, thank you. Thank you very much. Đây các bạn, đây là miếng thịt ba chỉ xông khói nè, các bạn nhìn thèm chảy nước miếng không? Lễ hội thịt ba chỉ, mình phải ăn cái miếng thịt này trước. Thủy xin mời ông bà cô chú cùng tất cả các bạn một miếng nha, ăn chung với Thủy cho vui. Thử coi. Giòn rụm béo béo, măng mẳng các bạn. Các bạn biết là thịt ba chỉ xông khói là họ tẩm gia vị măng mẳng. Ăn cũng là lạ, nó khác gia vị như người Việt Nam mình nấu ha. Đã mất chưa? Các bạn ơi, bây giờ Thủy cho anh xã thử, coi thử anh xã thấy cái vị nó như thế nào. Nhai cảm nhận coi. Có giòn, có ngon không? Mềm phải không? Mềm. Ngon, ăn ngon, nhưng mà đồ ăn nó nấu ngon hơn. Ủa, đồ ăn, anh thích đồ ăn Việt Nam của mình hơn hả? Các bạn ơi, tuy cái gia vị thì nó không có nhiều, nó chỉ măng mẳng thôi mà cũng rất là miệng. Nếu mình ăn được một miếng là mình sẽ muốn ăn hết cái cây luôn. Các bạn coi miếng thịt còn có nhiều này nè. Rất là đẹp, các bạn thấy anh Nam bên kia là đầu bếp á. Còn cái chị bên đây là chị nghĩ là khuyên á, công chúa hay gì. Thịt ba chỉ mà chị cũng tranh thủ chụp hình với đầu bếp nè. Sau khi Thủy thử thịt ba chỉ xông khói và địa điểm này là địa điểm thứ hai, Thủy sẽ order bacon mac and cheese. Thủy sẽ mua cái món đó nha các bạn. Ok, đó là mấy cái như con nuôi họ nấu xong rồi là đây các bạn. Thank you. Đây là món bacon mac and cheese. Mấy cái con nuôi này họ nấu với lại chi thiệt là béo và ở trên họ rưới một lớp thịt ba chỉ xông khói nè các bạn. Băm nhỏ nhỏ nè. Mời cả nhà một miếng ăn cùng Thủy cho vui nha. Rất là mềm và béo béo mặn mặn. Cũng là lạ các bạn. Anh xã ăn thử nè. Thì cho anh xã thử. Anh xã chắc thích cái món này. Mềm mềm béo béo nè. Món này với món ba chỉ hồi nãy anh thích cái món nào hơn? Món này hơn. Cái món này dễ ăn các bạn. Cái chén này là Thủy mua 12 đồng nha các bạn, 12 đồng. Cũng ok, không có mặn quá, không có lạc. Như măng mẳng á, béo béo, thơm thơm, mềm mềm, dễ ăn. Các bạn thấy còn bốc khói lên nè. Bốc hơi nè, còn nóng, bay hơi nóng rồi nè. Thank you very much. You too. Ok.
Đây các bạn ơi, món ăn này của người Canada nhưng các bạn, món ăn này tên là bacon pudding. Nó có thịt ba chỉ ở trên nè và khoai tây chiên cộng với chi đang chảy sợi ra nè các bạn, và nước gravy. Mời cả nhà một miếng nè, thịt, mời cả nhà một miếng nè, còn bốc khói nè. Khoai tây chiên có dầu béo béo thơm thơm và chi cũng là béo, và thịt ba chỉ giòn giòn các bạn, nó có với mấy cái lá hành này nè, ăn thơm thơm. Mình tưởng tượng như là món ăn của người Việt Nam mình mà nó hơi lạ ăn chút, cũng rất là ngon. Chi nè, mời các bạn một miếng nữa nha, ăn thử nè. Để cho anh xã ăn cái món này nè, thử cho anh xã thử nè, thử anh xã coi có thích không nè. Mời đi các bạn một miếng nè. Ra sao? Món ăn giống gì? Anh ăn thấy sao? Rất là ngon, rất là lạ miệng. Có giống món ăn Việt Nam của mình không? Hơi khác, hơi khác, hơi khác. So what your sister say? Chi nó chảy ra nè. Ngon không? Đã luôn, béo ngậy luôn, ngon được. Thủy dắt các bạn qua coi bên khâu bếp họ đang nấu nè. Các bạn thấy đây là thịt ba sỉ trong khói, họ cắt lát rất là mỏng và họ để trên cái bếp than. Như vậy họ cứ đảo đều, khi nào nó ra hết nước mỡ và thịt ba chỉ nó sẽ giòn như cái này là họ đem bán cho mình ha. Mời các bạn đi những gian hàng kế tiếp nha. Các bạn ơi, Thủy mới đứng xếp hàng rất là lâu, order một cái ly mì, cái tên này nè, Island Noodles. Ở trên đây, trên top nó cũng có bacon nữa nè. Thủy order những cái món đều có thịt ba rọi xong khói trên đây. Đó, còn nóng bốc hơi khói nè. Có rau củ quả trong này. Ở sớm giờ là chỉ có món này có rau củ quả thôi nè. Giờ Thủy ăn thử cho các bạn xem nha. Mời tất cả các bạn ăn cùng Thủy nha. Cái món này hơi là mặn, nói em trẻ bỏ hơi nhiều muối nè. Nó cũng rất là ngon các bạn ơi, cũng rất là ngon. Mời các bạn một miếng nữa nè. Để cho anh xã thử nè. Băng muối té không? Sao? Hơi mặn một chút. Hơi mặn một chút, hơi mặn. Cái món này rất là mặn nè. Ở trong này vừa có thịt ba chỉ xong khói, vừa có chicken nữa các bạn. Rau rất là nhiều trong này. Hôm nay đi downtown ăn no nè các bạn. Có miếng ớt nữa này. Ăn đi, ăn hàng đá đời luôn các bạn ơi. Thank you very much. Các bạn ơi, Thủy cái này Thủy nghĩ là của người Mẹ nè. Người Mẹ nhỏ nhỏ con giống người Mexico. Cái này là bò nè, với lại súp họ để cái gì trong đây giòn giòn thì không biết, nhìn như là bánh bột vậy. Để mình ăn thử coi, ở trên vẫn có thịt ba chỉ xong khói ở trên nha. Cái này là cho 15 đô 4 viên. Để Thủy nhìn ở trong đây là có cái gì nè các bạn. Món này là lần đầu tiên Thủy ăn cho nên cũng không biết cái món gì để giới thiệu. Ở trong đây, ở ngoài có bột, ở trong họ băm nhuyễn cái khoai tây á, rồi họ chiên giòn rồi họ để trong cái súp. Mời các bạn một miếng nha. Mời các bạn ăn cùng Thủy. Còn rất là nóng. Nó béo béo các bạn, rất là béo. Mà Thủy nghĩ là ở trong có chi, có mấy cái
cái rau củ quả trong họ chiên cũng như là bột gạo giòn giòn, ăn cũng là lạ, mặn mặn thơm thơm mà rất là béo, béo như là có sữa béo vậy đó, rất là lạ nè. Cũng ok, mà Thủy nghĩ là Thủy thích món ăn Việt Nam của mình hơn. Một buổi chiều nay Thủy ăn rất là nhiều món người nước ngoài, nó ngấy, nó béo ngậy rồi các bạn, nó lạ lạ, không có quen, không có dở mà không có quen. Anh ăn cảm thấy đồ ăn của người Mỹ nó như thế nào? Nó có giống Việt Nam của mình không? Không, không giống. Ngon không? Hơi béo nhiều mà nó không giống. Anh đoán thử trong này có cái món gì này nè. Ui chà, ăn thì được nha, không biết đoán cái món gì luôn á. Em là ớn rồi đó, em ớn ăn không nổi rồi đó. Nói mà tới mấy nhà hàng người Thủy nói là tới mấy cái nhà hàng người nước ngoài ăn là Thủy sợ ăn không có quen đồ ăn. Béo lắm. Trừ cái hamburger nha, để hamburger thì ăn được. Các bạn ơi, gian hàng cuối cùng mình dừng ở đây là gian hàng bánh cookie nè, butterscotch nut maple bacon, bánh ngọt mà có bacon trong đây nè các bạn. Ở đây các, các anh em nè các bạn, butterscotch maple bacon, cái bánh ngọt mà cũng có thịt ba rọi, để Thủy mua một cái ăn thử nó ngon không nè các bạn. Cả nhà ơi, hôm nay Thủy cuối cùng là Thủy ghé mua món tráng miệng mà các bạn thấy. Hôm nay là ngày lễ Bacon Fest. Món gì nó cũng có bacon trong đây, để Thủy mở cho các bạn xem nè. Cái bánh đây là bánh cookie mà nó cũng có bacon ở trên nè. Các bạn, bánh cookie có bacon ở trên nè. Đặc biệt là cái này 10 đô cho một bánh nha các bạn, 10 đồng cho một bánh này nè. Thủy mời các bạn tráng miệng một miếng nha. Ăn tráng miệng sau khi mình ăn món mặn rồi thì mình ăn món ngọt. Món ngọt cũng có thịt ba chỉ trong đây. Cái bánh này rất là ngon các bạn. Hồi sớm giờ là tất cả các món mặn và món này thì chọn món này là số 1 nè. Rất là ngon, cái này mà có thêm một ly cà phê nữa là hết chảy, bá cháy bồ chát luôn nha. Ngon lắm, thì đang nhớ anh xã mình đó. Để cho anh xã thử đi các bạn. Bánh ngọt, bánh cookie mà có thịt ba chỉ lên trên béo béo hả? Cái bánh này chắc ăn, cái bánh này ngon số 1 các bạn. 10 đồng cho một cái bánh này ngon lắm lận. Thì chấm cái này là số 1 mà. Ngon á. Thủy đã dắt các bạn đi dạo thành phố để ăn hàng hôm nay rồi. Và cuối cùng là Thủy vào order một ly cà phê nóng uống cho ấm, vì thời tiết bây giờ hơi lạnh, các bạn thấy cái môi Thủy rung rung rồi. Nếu các bạn đã yêu thích kênh của Thủy, video của mình, là mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của mình ngang, để cho kênh của mình được phát triển lớn hơn xíu nữa. Và Thủy cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình ngang. Bye bye.